Tôi sẽ theo anh sẽ hướng dẫn các bạn nha. Bây giờ tôi lấy con server nữa là đây đúng không? Thì bây giờ con server này giải 23.162.1.2. Để các bạn có thể kết nối internet được ấy, thì tức là người dùng phải NAT overload qua đây, NAT overload qua đây. Tức là cứ lưu lượng vào inside sẽ NAT ra outside. Như vậy thì cái VPN nó bị mất kết nối. Và khi NAT các bạn phải lưu ý cái solid. NAT thì em phải NAT em phải NAT lưu ý này, em phải bỏ qua cái lưu lượng ở trong bên khi em lưu ý NAT ấy, thì em phải bỏ qua lưu lượng từ mạng LAN này sang mạng LAN bên này, em hiểu chưa? Ok không ạ? Bỏ qua lưu lượng mạng LAN này sang bên này và có lưu lượng internet thì NAT bình thường, bỏ qua và lại deny đấy chưa? Rồi ok ở đây nhá. Bước 1 chưa có data bước 1 này, em phải deny cái lưu lượng tạo solid extended. Solid 100 deny. Chậm quá nhỉ. Deny IP 192.168.1.0 qua các mark đến IP 192.168.2.0 rồi còn lại là solid 100 permit IP any rồi. Ok chưa? Sau đó thực hiện IP NAT inside suộc lit 100 interface cổng nào? Cổng nào em? Cổng phát 0.0 đây này, được chưa? Đó. Phát 0.0 overload. Đi. Đi nay đúng rồi nha, 1.0 đến 2.0. Bên này của anh là 1 mà, bên này anh là 2 mà, anh làm con này trước mà. Được chưa? Ở interface phát 0.1. IP NAT out inside. Interface phát 0.1 IP NAT inside. Interface phát 0.0 IP NAT outside. Rồi. Ok chưa? Chiều này em làm tương tự như vậy. Nhưng mà chiều ngược lại từ 2 sang 1 đúng không? Absolute 100 deny IP 192.168.2.0 đến 192.168.1.0 được chưa? Absolute 100 permit IP any được chưa? Đúng không? Là chọn deny tức là lưu lượng từ 2.0 sang 1.0 không được NAT. Còn đâu thì cho phép NAT. Tức là apply đánh lệnh IP NAT inside thuộc lit 100 interface nào, cổng nào em? Cổng nào? Cổng phát 0.0 đúng không? Interface phát 0.0 IP NAT outside interface phát 0.1 IP NAT gì? Inside đúng không? 0.1 là inside outside. Ok. Thì trên này em đặt IP nhá, interface em 1.0. Rồi, router rip network bằng này vào nữa. Rồi. Con này đặt IP. Rồi. Bình. Đúng không? Ok. Rồi bây giờ hai thằng này sẽ kiểm tra thông với nhau thôi nhá. Rồi. Bình. Bình 192.168.1
1.2. Thông không? Vẫn thông với VPN đúng không? Ok chưa? Nhưng mà Bing có thông 23 không? Bing 23.162.1.2 thông không? Vẫn thông bình thường đúng không? Ta vừa kết nối được Internet, lại vừa kết nối được gì nhỉ? Các bạn LAN đấy. Đấy, các bạn lưu ý cho anh cái kỹ thuật đấy. Và tôi kiểm tra trên con này nhé. Show IP NAT transaction. Thế bằng NAT chưa? Vẫn NAT bình thường đúng không? NAT cho đến 23 thôi. Còn cái lưu lượng LAN nó sẽ làm sao? Không NAT. Vậy tóm lại, khi các bạn kết hợp trên router vừa cùng VPN, được chưa? Vừa cùng NAT ra ngoài Internet ấy, thì chúng ta phải lưu ý, em phải bỏ cái lưu lượng không NAT đi. Em hiểu chưa? Không NAT là lưu lượng vào VPN sẽ không NAT, deny. Phải dùng Extended Isolate để apply vào NAT. Được chưa? Rồi.